Milan trên đường trở lại. Đẳng cấp Inter. Đây sẽ là mùa giải của hai đại diện thành Milan. Kiên cường thành Rome. Sức mạnh nhà vô địch. Napoli và thành Rome không dễ bị khuất phục. Scudetto khó ở lại miền Nam. HTV cùng Serie A sẽ gửi đến quý vị những diễn biến hấp dẫn nhất mỗi vòng đấu qua góc nhìn của các vận động viên HTV. TV cùng Serie A được phát sóng vào 20:45 thứ ba HTV Thể thao, 24:00 thứ tư hàng tuần HTV 9 và các hạ tầng mạng xã hội của HTV.